Chào mừng các anh chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Tuấn. À, tiếp theo cái chuỗi video hướng dẫn về tiểu đường ngày hôm nay. Ngày hôm nay tuyến sẽ chia sẻ anh chị cái nguyên tắc của cái gói giải pháp để chúng ta có thể chia tay cái bình tiểu đường. À, để chia tay cái bình tiểu đường thì chúng ta phải cần thực hiện à, những cái nguyên tắc sau đây. Như các anh chị biết á, đầu tiên á là chúng ta phải thanh lọc cơ thể chúng ta. Và tại sao chúng ta phải thanh lọc cơ thể mà chính xác? là chúng ta cần phải thanh lọc ở trong cái tiếng tụy chúng ta ở trong đường ruột chúng ta vì hàng ngày chúng ta ăn rất là nhiều cái thực phẩm có rất là nhiều cái hóa chất những cái chất độc hại và nó đi vào máu chúng ta nó ảnh hưởng đến cái tuyến tụy làm cái tuyến tụy đó nó bị suy giảm không thể hoạt động chức năng tốt được nó giống như cái cống chúng ta mà nó bị rất là nhiều cái rác những cái cặn bẩn đó, thì cái việc đó, lưu thông cái nước nó không có hiệu quả và nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải thay đổi lối sống chúng ta mà theo chuẩn y khoa. Và đầu tiên là anh chị biết là chúng ta phải có một chế độ ăn uống thật sự là hợp lý. Chúng ta phải biết là thực phẩm nào nên ăn và không nên ăn. Đặc biệt là chúng ta phải loại bỏ những thực phẩm mà không lành mạnh. Những thực phẩm không lành mạnh gì không? Nó có thể là gì? Những thực phẩm nó có chứa nhiều đường. À, đặc biệt là những đường đó, À, tinh luyện và những đường đó, hóa học nhiều cái cố người ta thấy những loại đường đó nó ảnh hưởng đến cái tuyến tụy chúng ta nó làm tiếng tụy chúng ta làm việc quá sức và nó đến tình trạng suy si yếu cũng như là, là các loại đường đó nó làm tổn hại cái hệ vi khuẩn trong cái đường ruột của chúng ta những thực phẩm mạnh có thể đến từ những thực phẩm mà đã đã à, nuôi công nghiệp ví dụ như vậy ha à, những động vật chăn nuôi đó được thuốc cho những thức ăn thực phẩm nó có chứa những thuốc tăng trưởng tăng trọng và những loại rau củ quả thì nó có nhiều thuốc trừ sâu phân bón phân vân thì những cái yếu tố đó sẽ làm sao ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta đặc biệt đến cái tuyến tụy cũng giống như là cái đường ruột và điều lý, à, tiếp theo là chúng ta phải bổ sung những cái dinh dưỡng một cách hợp lý vì một số người bị tiểu đường chứ không? Lúc này sẽ được những bác sĩ chuyên khoa và hướng dẫn là chúng ta nên ăn uống là cẩn thận và tiết chế kiêng khem rất nhiều các thực phẩm. Từ đó nó làm cho cái tế bào chúng ta bị sụt giảm à những cái dinh dưỡng cần thiết để cung cấp cho một cái tế bào khỏe mạnh. Vì chị biết rồi, một cái tế bào khỏe mạnh thì nó cần cung cấp à loại dưỡng chất khác nhau, chất đạm, chất béo, chất bột đường vitamin, khoáng chất, nước, chất sơ và cả những dưỡng chất thực vật, các chất đó đều rất rất là cần nên hàng ngày chúng ta phải ăn uống rất là đa dạng. Nhưng bởi vì chúng ta không thể nào mà ăn uống một cách đa dạng để mà có thể khỏe mạnh được, vì như tôi biết rồi, thực phẩm chúng ta hàng ngày bây giờ đầy những cái hóa chất và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Vì tập sử dụng chứ không giúp cho chúng ta việc á là kiểm soát đường huyết một cách tối ưu giúp chúng ta à, giảm cân hai yếu tố đó, đó à, giúp cho anh việc không? là cái đường trong máu chúng ta luôn luôn ở trong một cái trạng thái cân bằng và nhiều nghiên cứu khi mà đường huyết chúng ta ở trạng thái cân bằng đó, thì nó sẽ không á đi để lại những cái biến chứng cho các cái cơ quan quan trọng của cơ thể chúng ta à, ví dụ như là mắt nè não nè tim thận và tứ chi vân vân. Và điểm cuối cùng á và nhưng mà cũng rất là quan trọng đó chính là chúng ta à, kiểm soát về cái tâm trí chúng ta, chúng ta chống stress để mỗi ngày chúng ta cảm thấy vui vẻ, an vui, cảm thấy thanh bình, hòa hợp và hạnh phúc và mỗi ngày chúng ta tận hưởng cuộc sống thật là à, à, yêu thương và cũng như là biết ơn, trân trọng những gì chúng ta hiện có. Vâng, đó chính là cái nguyên tắc mà trong cái gói giải pháp anh chị cần nên thực hiện để mà kiểm soát đường huyết từ đó chúng ta có thể chia tay cái bệnh tiểu đường vâng nếu anh chị thấy video này hay thì hãy vui lòng share cho những người thân và bạn bè của mình còn nếu anh chị còn thắc mắc gì thì hãy vui lòng comment bên dưới tuấn sẽ làm video clip tiếp theo để giải thích cho các anh chị chi tiết về cái chủ đề này à, xin chào hẹn gặp lại